Trời ơi, vợ đại ca của người ta mang bóp Hermes 2025, còn vợ của anh nè phải mang Hermes 2024, ra đường nhục muốn chết à. Mày thấy không, mày còn làm nhục nhỏ tao nữa. Cái lồn của bà em còn chưa thấy, làm sao em làm nhục được. Ê, nhiều khi làm nhục á, mày chỉ cần ké cái quần xuống, mày đút con cu mày vô thôi. Mày đâu có cần đeo gì mà nhìn thấy cái lộn. Ồ, chú có nhiều kinh nghiệm quá hả? Tao sống cái từng tuổi này làm nhục nhiều người lắm rồi mày. Mày làm anh em tao chia rẽ, ai cũng coi tao là đại ca, ai cũng bỏ mạng cho tao, mà lại không được một đần đáp đàng hoàng làm sao? Thì mai mốt ai theo tao nữa. Nên hôm nay tao quyết định rồi, mày á, mày chết!